Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ồn ồn kéo tới, giàu nhanh như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang có nhiều dự định lớn trong năm 2022 Nhâm Dần mà không biết rằng năm 2022 Nhâm Dần này có phải là thời điểm tốt nhất để các bạn dự tính cho công việc hay là không, hãy khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng trong năm 2022 này nhé, để biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt trong năm mới 2022 này là những gì. Tử vi của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng trong năm 2022 này sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về các phương diện, về tình duyên, học tập, công danh sự nghiệp và gia đạo sức khỏe. Qua đó bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt xấu của mình trong năm Nhâm Dần 2022. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng, tuổi gặp hình hại, nửa hỷ, nửa bi. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng sẽ có vận trình tổng thể là nửa hỷ, nửa bi, bán hung bán cát. Tại năm Nhâm Dần, tuổi Tân Tỵ phạm hình phạm hại với thái kế, bạn gặp phải sự chèn ép và sự thất bại. May mắn thay, có nhiều cát tinh chiếu mạng cho nên vận thế sẽ không quá xấu. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng tổng quan. Vận thế tuổi Tân Tỵ năm 2022 sẽ như thế nào? Theo dự báo, 2001 trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có vận trình tổng thể là nửa hỷ nửa bi, bán hung bán cát. Tại năm Nhâm Dần, tuổi Tân Tỵ phạm hình thái tuế, bạn gặp phải sự chèn ép và thất bại. May mắn có nhiều cát tinh chiếu mạng cho nên vận thế sẽ không quá xấu. Cho nên năm Nhâm Dần không chỉ có cơ hội mà còn bao gồm cả thử thách cho sự phát triển của Tân Tỵ, tùy thuộc vào bạn nắm bắt nó như thế nào mà thôi. Để hóa giải những điều không hay do phạm hạn thái tuế mang lại, những gia chủ tuổi Tân Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế đặt trong ví, trong túi hay sau ốp điện thoại để hóa giải. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước có in hình quan thái tuế của năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau là lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Cát tinh. Tử vi số dự báo, năm 2022 nữ mệnh Tân Tỵ gặp không ít các cát tinh, trong đó nổi bật phải kể đến Thái Âm Quý Nhân và Tam Thai. Đây chính là hai cát tinh đóng vai trò tích cực trong chuyện tình cảm và sự nghiệp của bạn nữ Tân Tỵ. Hãy tận dụng những thời cơ này để phát triển công việc của mình, bên cạnh đó là gặp gỡ những mối nhân duyên mới. Hung tinh. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng gặp khá nhiều hung tinh. Sự ảnh hưởng của Thái Âm vừa tốt vừa xấu khiến cho bạn khó nhận được may mắn. Đặc biệt, các mối quan hệ cá nhân của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hung tinh câu xào và quán tác, bị tiểu nhân quấy thân, nhìn chung vận thế bấp bênh, nửa hung, nửa cát. Sự nghiệp. Vận sự nghiệp học tập của nữ mệnh tuổi Tân Tỵ năm 2022 khá tốt. Hầu hết các bạn tuổi Tỵ 21 tuổi đang ở độ tuổi thiếu niên, tuy rằng tương hình với năm, tuy nhiên may mắn có các tinh tam thai xuất hiện, giúp cho việc học tập của tuổi Tỵ đi lên, cho nên tình hình học tập của bạn cũng không quá tệ. Nữ mệnh tuổi Tân Tỵ nhờ sự nỗ lực cố gắng mà có thể học hỏi được nhiều kiến thức, có cơ hội tiếp xúc với các công việc thực tập từ trước, cho nên bạn sẽ nhận được nhiều may mắn và thuận lợi. Các mối quan hệ bên trong trường học cũng khá ổn định, được nhà trường cất nhắc các vị trí thực tập sinh tốt cho công việc sau này. Tài vận. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng dự báo tình hình tài vận khá ổn định, bạn có phát triển nhưng dừng ở mức bình thường. Đối với những bạn nữ đang còn đi học, bạn vẫn chưa có khả năng tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, thu nhập chủ yếu từ bố mẹ và việc đi làm thêm, thực tập cho nên thu nhập không được dồi dào cho lắm. Mặt khác, tài sản tích lũy của cô gái tuổi Tân Tỵ khá tốt trong năm 2022. Tuy nhiên, năm nay bạn nên kiềm chế ham muốn tiêu tiền, mua sắm của mình. Thời điểm này thật thích hợp để cho các bạn học cách quản lý tiền bạc của mình.
nó có thể giúp ích rất lớn cho con đường kiếm tiền sau này của bạn nữ sinh năm 2001, để cho con đường tài lộc và sự nghiệp được khai mở. Quý gia chủ tuổi Tân Tỵ, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi, khai mở cung tài lộc, kích hoạt sự nghiệp và quan vận thăng tiến vượt trội. Tình cảm, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng cho hay, vận tình duyên của bạn không được tốt cho lắm. Xem bói thấy hai hung tinh xuất hiện, đó chính là câu rào và quán tác. Nhân duyên của cô gái này vì thế mà không lý tưởng. Bạn có thể bị kẻ xấu cố tình phá hoại, khiến cho hình ảnh của bản thân bị giảm sút, thậm chí có thể gây ra một số phiền phức, khiến các mối quan hệ xã giao của bạn giảm sút đi rất nhiều. Cô gái tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, trong năm 2022, được khuyên là không nên quá phô trương trong mọi việc. Đối với các mối quan hệ bạn bè thì nên hạn chế sự xã giao nhiều mà không sâu sắc. Đối với chuyện không phải của mình thì đừng quá tỏ mặt để vướng vào thị phi. Chuyện tình yêu lứa đôi cũng cần phải cân nhắc. Bạn nữ sinh năm 2001 nên bỏ cái tôi của mình xuống để có thể ở bên cạnh người mình yêu lâu dài. Mối quan hệ này của bạn cũng cần phải có không gian riêng cho cả hai và đừng quá kiểm soát đối phương. Sức khỏe, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng có sức khỏe khá bình thường. Dù không có nhiều hung tinh quấy nhiễu nhưng lại tương hình với năm, cho nên tốt nhất vẫn cần để ý bảo vệ sức khỏe bản thân. Tuổi Tỵ phạm hình với năm Nhâm Dần, cuộc sống gặp một vài sự cố như tai nạn, họa đổ máu nhẹ. Hãy tránh những cuộc xô xát và chú ý khi tham gia giao thông để giữ an toàn cho bản thân bạn nhé. Giải pháp chung cho các bạn chính là mặc quần áo màu đỏ, sử dụng đồ màu đỏ vào dịp đầu năm để cầu mong thịnh vượng và xua đuổi tà khí. Màu đỏ trong năm mới còn giúp chúng ta tăng thêm sinh khí, hóa giải tà khí. Đồng thời, những gia chủ tuổi Tân Tỵ cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Đây chính là pháp khí phong thủy chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và nhân duyên cho gia chủ tuổi Tân Tỵ. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, tổng thể tài lộc cô gái tuổi Tân Tỵ trong tháng 1 âm lịch tương đối trung bình. Mặc dù tháng đầu tiên luôn rất sôi động và nhiều lễ hội, nhưng do hình hại với năm Dần cho nên vận trình của những người tuổi Tỵ trong tháng này cũng không được tốt. Thay vào đó, bạn thường có dấu hiệu bất ổn, ảnh hưởng tuổi phạm hình phạm hại với năm, khiến cho cô nàng Tân Tỵ sống không dễ dàng gì, gặp nhiều bất lợi khó khăn. Tháng 2, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Tỵ sinh năm 2001 vào tháng 2 tương đối yếu, bị phá hủy bởi các sao hung tinh câu rào và quán tác. Bạn có thể thu hút sự ghen tị và oán hận của người khác. Đặc biệt, cô gái tuổi Tỵ còn bị bạn bè công kích. Một số kẻ bội bạc xảo quyệt có thể buông lời nói thóa mạ bạn, đồng thời tạo ra không ít rắc rối cho bạn. Vì vậy, tử vi số khuyên bạn nữ 21 tuổi nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ cá nhân và các mối quan hệ xã hội của mình trong tháng này. Bạn nên cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đừng quá phô trương mọi việc, kẻo bị ghen ăn, tức ở. Tháng 3, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng dự báo vận trình tài vận trong tháng này tương đối gập ghềnh. Với sự can thiệp của Thái Tuế, nữ tuổi Tỵ có thể bị hao hụt tiền bạc trong tháng này. Đồng thời, thu nhập trong khoảng thời gian đi thực tập cũng không mấy lý tưởng. Bạn có thể mắc lỗi thường xuyên trong quá trình thực tập do chưa có kinh nghiệm làm việc hoặc chưa biết cách ứng xử với các mối quan hệ với đồng nghiệp ở nơi công sở. Hậu quả, tình trạng này đó là không những không nhận được tiền trợ cấp, nhiều khả năng chỉ bị chỉ trích hoặc là bị phạt vì làm sai điều gì đó. Vì vậy, người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ những đồng nghiệp lớn tuổi. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu, có thể mạnh dạn nhờ giúp đỡ, làm việc chăm chỉ và tin rằng tài vận sẽ luôn xoay chuyển theo hướng tích cực. Tháng 4, vận trình nữ Tân Tỵ trong tháng 4 hơi kém. Sự ảnh hưởng của tiết thanh minh cộng thêm tuổi phạm hình phạm hại với năm, cho nên bạn càng nản lòng, nhụt chí. Bạn thường không có nghị lực để làm mọi việc và bạn dễ mắc phải những tình huống nửa vời hoặc lơ đễnh. Đặc biệt, về sức khỏe tinh thần cũng vô cùng mong manh, lại hay bị cảm xúc tiêu cực xen vào, khiến cho bản thân bị năng lượng tiêu cực, tài lộc sa sút đi rất nhiều, vận đen liên tiếp ập đến. Vì vậy, người tuổi Tỵ nên chú ý điều chỉnh trạng thái tinh thần và ngoại hình trong tháng này, nghỉ ngơi hợp lý, đừng tạo áp lực cho bản thân.
Tháng 5, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng, có tình hình học tập được cải thiện trong tháng này. Với sự trợ giúp đắc lực của tam thai, sự chăm chỉ của bạn nữ tuổi Tỵ sẽ khiến cho thầy cô yêu mến và dành cho bạn nhiều sự ưu ái hơn. Cô gái tuổi Tỵ khôn ngoan, phúc hậu, cho nên cũng gây được ấn tượng tốt với người khác, nhân duyên khá tốt. Tháng 6, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng, có vận trình tình cảm khá tốt trong tháng 6. Với sự trợ giúp của thái âm quý nhân, những cô nàng tuổi Tỵ độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng nổi bật trong khuôn viên tháng này. Bạn có thể thông qua bạn bè bắt đầu những mối quan hệ yêu đương mới. Tháng 7, tử vi dự báo sức khỏe của cô gái Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng này hơi bị sa sút, bị ảnh hưởng bởi hung tinh và phạm hình với thái tuế. Bạn gặp tình trạng thể chất kém, thường xuyên ốm đau và cảm lạnh. Không chỉ vậy, vào tháng 7 dưới sự ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, bạn có thể bị say nắng hoặc chóng mặt. Vì vậy, hãy nên ở trong nhà bôi kem dưỡng đầy đủ, đặc biệt là làn da của bạn sẽ cần phải bảo vệ tốt hơn với kem chống nắng. Tháng 8, tổng thể tài lộc của người tuổi Tỵ sinh năm 2001 khá tốt trong tháng này. Hầu hết các bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các hung tinh, nhưng có thể cho thấy mặt tài lộc tương đối ổn định, đặc biệt là về học hành. Cô gái tuổi Tân Tỵ có học lực tốt, tháng này được điểm số cải thiện đáng kể. Tháng 9, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nữ mạng dự kiến các mối quan hệ sẽ có khởi sắc trong tháng 9. Với sự giúp đỡ của thái âm, bạn sẽ có cơ hội được dẫn dắt trong thời gian thực tập để tăng cao khả năng làm việc của mình. Tháng 10, tử vi dự báo quan hệ của bạn với gia đình phát triển rất tốt trong tháng này, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt những mâu thuẫn ghẻ lạnh giữa bạn có khả năng được giải quyết trong tháng này. Tử vi tháng 11, tử vi nữ mạng tuổi Tân Tỵ tháng 11 tràn đầy năng lượng hơn trong tháng 11. Năm Nhâm Dần, chương trình học bớt nặng nề chính thức là lúc nhàn hạ để Tân Tỵ có cơ hội cùng với bạn bè đi du lịch. Tuy nhiên, bạn cũng nên chuẩn bị những đồ dùng sinh hoạt và quần áo khi đi du lịch vì thời tiết mỗi nơi khác nhau và có thể khiến cho bạn bị cảm lạnh. Tháng 12, vận trình tài lộc nữ mệnh tuổi Tỵ năm 2001 ở mức trung bình. Cuối năm, tài chính của bạn khá tốt, không có lo lắng, nhưng trong cuộc sống bạn lại gặp muộn phiền quá nhiều, cho nên ảnh hưởng của thất sát khiến cho tâm trạng của bạn dễ cáu gắt hơn. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức chi tiết đầy đủ cho tuổi đó, và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm mới 2022 đầy hứa hẹn tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích. Xin chúc mừng tất cả quý vị, và Diễm Quỳnh cũng mong rằng quý vị sẽ luôn gặp may mắn và thành công. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.